lại dùng đại trí huệ quang minh báu bình đẳng vô biên vô cùng dụng với Như Lai. Chiếu đến Bồ Tát khiến cho xả bỏ sự khởi đại minh công dụng hạnh, cho đến đắc được bậc Như Lai bình đẳng ngưng tất cả công dụng, khiến cho không thừa sót. Phật tử, nếu không có bốn đại trí quang minh báu của Như Lai chiếu đến, thì sẽ không có một vị Bồ Tát nào đắc được bậc Như Lai. Phật tử, đó là tướng tâm thứ năm của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Như Lai lại dùng đại trí huệ quang minh báu huệ quang chiếu khắp, chiếu đến Bồ Tát, khiến cho xả bỏ sự khởi thần thông rộng lớn trụ vào đại minh công dụng hạnh. Lại dùng đại trí huệ quang minh báu bình đẳng vô biên vô công dụng với Như Lai, chiếu đến Bồ Tát, khiến cho xả bỏ sự khởi đại minh công dụng hạnh, cho đến đắc được bậc Như Lai bình đẳng, ngừng tất cả công dụng, khiến cho không thừa sót. Các vị Phật tử, nếu không có bốn đại trí quang minh báu này của Như Lai chiếu đến, thì sẽ không có một vị Bồ Tát nào đắc được cảnh giới của bậc Như Lai. Các vị Phật tử, đó là tướng tâm thứ năm của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử, như từ mặt nước tới đến cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, trong đó hết thảy cõi nước đại thiên, nơi chúng sinh cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thảy đều nương hư không mà sinh khởi, nương hư không mà trụ. Tại sao? Vì hư không khắp cùng, tuy hư không dùng nạp khắp ba cõi, mà không có phân biệt. Phật tử, trí huệ Như Lai cũng lại như thế, hoặc trí thanh văn, hoặc trí độc giác, hoặc trí Bồ Tát, hoặc trí hữu vi hành, tất cả đều nương trí Như Lai mà sinh khởi, nương trí Như Lai mà trụ. Tại sao? Vì trí huệ Như Lai cũng khắp tất cả, tuy lại dung nạp khắp vô lượng trí huệ mà không có phân biệt. Phật tử, đó là tướng tâm thứ sáu của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, như từ mặt nước lên đến cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, cõi trời thứ tư vô sắc giới, trong đó hết thảy cõi nước đại thiên, nơi chúng sinh cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, thể đều nương vào hư không mà sinh ra, nương vào hư không mà trụ. Tại sao vậy? Vì hư không khắp cùng tất cả mọi nơi, tuy hư không dùng nạp khắp ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc mà không có sự phân biệt. Các vị Phật tử, trí huệ Như Lai cũng lại như thế, hoặc trí huệ của thành văn, hoặc trí huệ của độc giác, hoặc trí huệ của Bồ Tát, hoặc trí huệ hữu vi hành, tất cả trí huệ đều như trí huệ của Như Lai mà sinh khởi, nương theo trí huệ của Như Lai mà trụ. Tại sao vậy? Vì trí huệ của Như Lai cũng khắp tất cả mọi nơi, tùy lại có thể dung nạp khắp vô lượng trí huệ mà không có sự phân biệt. Các vị Phật tử, đó là tướng tâm thứ sáu của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử, như trên đỉnh núi tuyết có cây dược vương tên là Vô Tận Căn, rễ của cây thuốc đó sinh ra từ mặt đất kim cang, sâu xuống tận thủy luân tế 16 vạn 8 ngàn do tuần. Khi rễ cây dược vương đó sinh ra thì khiến cho tất cả rễ cây diêm phù đẻ sinh ra, hoặc khi sinh thân thì khiến cho tất cả thân cây cõi diêm phù đẻ sinh ra, cành lá hoa quả thể đều như vậy. Cây dược vương đó dễ hay sinh thần, thần hay sinh dễ, dễ không cùng tận, nên tên gọi là Vô Tận Căn. Phật tử, cây dược vương đó ở tất cả mọi nơi đều khiến cho sinh trưởng, chỉ có hai nơi không thể sinh trưởng lợi ích, đó là hố sâu địa ngục và trong thủy luân, nhưng cũng vẫn không nhảm bỏ hai nơi đó. Lại nữa, các vị Phật tử, như trên đỉnh núi tuyết có một cây dược vương tên là Vô Tận Căn, rễ của cây thuốc đó sinh ra từ mặt đất kim cang, sâu xuống tận thủy luân tế 16 vạn 8 ngàn do tuần. Khi rễ cây dược vương đó sinh ra, thì khiến cho tất cả rễ cây diêm phù đẻ sinh ra, hoặc khi sinh thân, thì khiến cho tất cả thân cây cõi diêm phù đẻ sinh ra, cành lá hoa quả thể đều như vậy. Cây dược vương đó rễ hay sinh thân, thân hay sinh rễ, dễ vô cùng tận, vĩnh viễn không ngừng, nên tên gọi là Vô Tận Căn. Các vị Phật tử, cây dược vương đó ở tất cả mọi nơi đều khiến cho sinh trưởng, chỉ có hai nơi không thể sinh trưởng lợi ích, đó là hố sâu địa ngục và trong thủy luân, nhưng cũng vẫn không nhảm bỏ hai nơi đó. Phật tử, cây đại dược vương trí huệ Như Lai cũng là như thế, nhờ thành tựu thiện pháp nhất thiết trí đã phát ra trong quá khứ, che khắp tất cả các cõi chúng sinh, trừ diệt tất cả các khổ được ác, bi nguyện rộng lớn mà làm dễ, sinh ra trong giống tánh trí huệ chân thật của tất cả Như Lai, thiện xảo phương tiện kiên cố bất động dùng làm thân, trí khắp pháp giới các ba la mật dùng làm cảnh,
Thiền định giải thoát, các đại tác muội dùng làm lá. Tổng trì biện tài pháp bồ đề phần dùng làm hoa. Giải thoát rốt ráo không biến đổi của chư Phật dùng làm quả. Các vị Phật tử, cây dược vương đại trí huệ Như Lai cũng là như thế. Nhờ thành tựu thiện căn và thiện pháp nhất thiết trí đã phát ra trong quá khứ, che khắp tất cả các cõi chúng sinh hay trừ diệt tất cả các khổ, các đường ác, dùng bi nguyện rộng lớn mà làm dễ, sinh ra trong giống tánh trí huệ chân thật của tất cả Như Lai, dùng thiện xảo phương tiện kiên cố bất động để làm thân, dùng trí huệ khắp pháp giới và 13 la mật làm cảnh, dùng thiền định giải thoát các đại tàm muội làm lá, dùng tổng trì biện tài pháp bồ đề phần làm hoa, dùng giải thoát rốt ráo không biến đổi của chư Phật làm quả. Phật tử, cây dược vương đại trí huệ của Như Lai sao lại được tên là vô tận căn? Vì rốt ráo không ngừng nghỉ, vì không dứt Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh tức tánh Như Lai, tánh Như Lai tức Bồ Tát hạnh, bởi vậy được tên là vô tận căn. Các vị Phật tử, cây dược vương đại trí huệ của Như Lai sao lại được tên là vô tận căn? Vì rốt ráo không ngừng nghỉ, vì không dứt hẳn Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh tức là Phật tánh của Như Lai, tánh Như Lai tức là Bồ Tát hạnh, bởi vậy nên được tên là vô tận căn. Phật tử, cây dược vương đại trí huệ của Như Lai khi sinh dễ thì khiến cho tất cả Bồ Tát sinh dễ, đại từ bi không xả bỏ chúng sinh. Khi sinh thần thì khiến cho tất cả Bồ Tát tăng trưởng thần thâm tâm, tinh tấn, kiên cố. Khi sinh cảnh thì khiến cho tất cả Bồ Tát tăng trưởng cảnh tất cả các ba la mật. Khi sinh lá thì khiến cho tất cả Bồ Tát sinh trưởng lá tịnh giới khổ hạnh, công đức ít dục biết đủ. Khi sinh hoa thì khiến cho tất cả Bồ Tát đủ các hoa căn lành, tướng tốt trang nghiêm. Khi sinh quả thì khiến cho tất cả Bồ Tát đắc được vô sinh nhẫn, cho đến quả tất cả chư Phật quán đỉnh nhẫn. Các vị Phật tử, cây dược vương đại trí huệ của Như Lai khi sinh dễ thì khiến cho tất cả Bồ Tát sinh dễ đại từ bi, không xả bỏ chúng sinh. Khi sinh thần thì khiến cho tất cả Bồ Tát tăng trưởng thân thâm tâm, tinh tấn, kiên cố. Khi sinh cảnh thì khiến cho tất cả Bồ Tát tăng trưởng cảnh tất cả các ba la mật đến bờ kia. Khi sinh lá thì khiến cho tất cả Bồ Tát sinh trưởng lá tịnh giới khổ hạnh, công đức ít dục biết đủ. Khi sinh hòa thì khiến cho tất cả Bồ Tát đầy đủ các hoa căn lành, tướng tốt trang nghiêm. Khi sinh quả thì khiến cho tất cả Bồ Tát đắc được vô sinh pháp nhẫn, cho đến đắc được quả tất cả chư Phật quán đỉnh nhẫn. Phật tử, cây dược vương đại trí huệ Như Lai chỉ ở hai nơi không thể sinh trưởng làm lợi ích, đó là nhị thừa đọa vào hố sâu vô vi rộng lớn, và chúng sinh hoại căn lành chẳng phải pháp khí, chìm trong nước tham ái, đại tà kiến, nhưng cũng không nhằm bỏ hai nơi đó. Phật tử, trí huệ Như Lai không có tăng giảm vì dùng căn lành an trụ chúng sinh không có ngừng nghỉ. Phật tử, đó là tướng tâm thứ bảy của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Các vị Phật tử, cây dược vương đại trí huệ Như Lai chỉ ở hai nơi không thể sinh trưởng làm lợi ích, đó là hàng nhị thừa đọa vào hố sâu vô vi rộng lớn, vì hàng nhị thừa được ít cho là đủ, trục đạo tự hóa, chẳng tiến về trước, vĩnh viễn chẳng đến được bào sở, và chúng sinh hủy hoại căn lành chẳng phải pháp khí, chìm đắm trong nước tham ái và đại tà kiến. Nhưng Phật có tâm tử bi đối với những chúng sinh này, cũng không nhàm chán, cũng không bỏ rơi họ. Các vị Phật tử, trí huệ Như Lai không có tăng giảm vì nhờ căn lành thuở xưa để an trụ tất cả chúng sinh, không có khi nào ngừng nghỉ. Các vị Phật tử, đó là tướng tâm thứ bảy của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, Phật tử, ví như khi 3.000 đại thiên thế giới khởi kiếp lửa, thì thiêu cháy tất cả cỏ cây lùm rừng, cho đến núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi thảy đều thiêu sạch, không có nơi nào còn sót lại. Phật tử, giả sử có người tay cầm cỏ khô ném vào trong lửa đó, ý các vị thế nào có cháy chăng? Đáp rằng không thể nào không cháy. Phật tử, cỏ khô đó ném vào trong lửa có thể không cháy. Trí huệ Như Lai phân biệt biết được ba đời tất cả chúng sinh, tất cả cõi nước, tất cả kiếp số, tất cả các pháp, chẳng có gì mà không biết. Nếu nói rằng không biết thì không có lý nào. Tại sao? Vì trí huệ Như Lai bình đẳng đều thấu đạt. Phật tử, đó là tướng tâm thứ 8 của Như Lai, các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như khi 3.000 đại thiên thế giới nổi kiếp lửa, lửa đó lại hại hơn lửa bình thường gấp 100.000 vạn lần. Lửa bình thường có thể dập tắt được, nhưng kiếp lửa
thì chẳng cách gì dập tắt được. Kiếp lửa đó chẳng những thiêu cháy hết tất cả cỏ cây lùm rừng, mà cho đến núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi thảy đều thiêu sạch hết thành tro, không có nơi nào sót lại. Các vị Phật tử, giả sử có người tay cầm cỏ khô ném vào trong lửa đó, ý các vị thế nào? Cỏ khô đó có cháy chăng? Đáp rằng không thể nào không bị lửa lớn cháy. Các vị Phật tử, cỏ khô đó ném vào trong lửa có thể không cháy. Trí huệ Như Lai phân biệt biết được ba đời tất cả chúng sinh, tất cả cõi nước, tất cả kiếp số, tất cả các pháp. Những nhân duyên cảnh giới đó, Như Lai chẳng có gì mà không biết. Nếu như có người nói rằng Như Lai không biết thì không có lý nào. Tại sao? Vì trí huệ Như Lai bình đẳng, hết thảy tất cả Như Lai đều thấu rõ, thông đạt. Các vị Phật tử, đó là tướng tâm thứ 8 của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa Phật tử, ví như khi nạn gió hủy hoại thế giới, có gió lớn khởi lên tên là tán họa, có thể hủy hoại 3.000 đại thiên thế giới, núi Thiết Vi vân vân đều nát thành bụi. Lại có gió lớn tên là năng chướng, bao bọc chung quanh 3.000 đại thiên thế giới, ngăn che gió tán hoại, không để cho đến được thế giới phương khác. Phật tử, nếu không có gió lớn năng chướng đó, thì 10 phương thế giới sẽ hủy hoại hết. Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng là như thế. Có gió đại trí tên là năng diệt, hay diệt phiền não tập khí của tất cả các đại Bồ Tát. Có gió đại trí tên là khéo giữ Bồ Tát căn tánh chưa thành thục, không để cho gió đại trí năng diệt, giữ tất cả phiền não tập khí. Phật tử, nếu không có gió đại trí khéo giữ của Như Lai, thì vô lượng Bồ Tát đều rơi vào bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Nhờ trí đó nên khiến cho các Bồ Tát vượt qua bậc Nhị Thừa, an trụ bậc Rốt Ráo của Như Lai. Phật tử, đó là tướng tâm thứ 9 của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa, các vị Phật tử, ví như khi nạn gió hủy hoại thế giới, có gió lớn nổi lên tên là tán họa, hay hủy hoại 3.000 đại thiên thế giới, núi Thiết Vi vân vân đều nát thành bụi. Lại có gió lớn tên là năng chướng, bao bọc chung quanh 3.000 đại thiên thế giới, ngăn che gió tán hoại, không để cho đến được thế giới phương khác. Các vị Phật tử, nếu như không có gió lớn năng chướng đó, thì 10 phương thế giới sẽ bị hủy hoại hết. Như Lai ứng chánh đẳng giác cũng lại như thế. Có gió đại trí huệ tên là năng diệt, hay diệt phiền não và tập khí của tất cả các đại Bồ Tát. Diệt hết rồi Bồ Tát mới có thể thành Phật. Lại có gió đại trí huệ tên là khéo giữ, hay khéo giữ Bồ Tát căn tánh chưa thành thục, không để cho gió đại trí năng diệt, mà khiến cho Bồ Tát dứt trừ được tất cả phiền não tập khí. Các vị Phật tử, nếu không có gió đại trí khéo giữ của Như Lai, thì vô lượng Bồ Tát đều rơi vào bậc Thanh Văn hoặc bậc Bích Chi Phật. Nhờ có gió đại trí đó nên khiến cho các Bồ Tát vượt qua bậc Nhị Thừa, an trụ bậc Rốt Ráo của Như Lai. Các vị Phật tử, đó là tướng tâm thứ 9 của Như Lai. Các đại Bồ Tát nên biết như vậy. Lại nữa Phật tử, trí huệ Như Lai chẳng có nơi nào mà không đến. Tại sao? Vì không có một chúng sinh nào mà chẳng đầy đủ trí huệ của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng điên đảo chấp trước nên không chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí sẽ hiện tiền. Lại nữa các vị Phật tử, trí huệ Như Lai chẳng có nơi nào mà không đến. Tại sao? Vì không có một chúng sinh nào mà chẳng đầy đủ trí huệ của Như Lai, nhưng vì chúng sinh có vọng tưởng điên đảo chấp trước nên không chứng đắc trí huệ Như Lai. Nếu lìa khỏi vọng tưởng chấp trước thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí sẽ hiện tiền, sẽ đắc được. Phật tử, ví như có quyền kinh lớn đựng bằng 3.000 đại thiên thế giới, biên chép hết tất cả những sự việc trong 3.000 đại thiên thế giới, đó là biên chép những sự việc trong núi Đại Thiết Vi đựng bằng núi Đại Thiết Vi, biên chép những sự việc trong đại địa đựng bằng đại địa, biên chép những sự việc trong trung thiên thế giới đựng bằng trung thiên thế giới, biên chép sự việc trong tiểu thiên thế giới đựng bằng tiểu thiên thế giới. Như vậy, hoặc bốn thiên hạ, hoặc biển cả, hoặc núi Tu Di, hoặc cung điện dưới đất trên trời, hoặc cung điện trời ở trên không của dục giới, hoặc cung điện sắc giới, hoặc cung điện vô sắc giới, thảy đều biên chép hết, lượng đều bằng như vậy. Quyển kinh lớn đó tuy lượng bằng đại thiên thế giới mà hoàn toàn ở trong một hạt bụi, như một hạt bụi, tất cả hạt bụi cũng đều như vậy. Các vị Phật tử, ví như có quyển kinh lớn số lượng bằng 3.000 đại thiên thế giới, biên chép hết tất cả những sự việc trong 3.000 đại thiên thế giới, đó là biên chép những sự việc trong núi Đại Thiết Vi, số lượng lớn bằng núi Đại Thiết Vi, biên chép những sự việc trong đại địa, số lượng lớn bằng đại địa,
ghi chép những sự việc trong trung thiên thế giới số lượng lớn bằng trung thiên thế giới, biến cho sự việc trong tiểu thiên thế giới lượng bằng tiểu thiên thế giới. Như vậy, hoặc bốn thiên hạ, hoặc biển cả, hoặc núi tu di, hoặc cung điện dưới đất trên trời, hoặc cung điện trời ở trên không của dục giới, hoặc cung điện sắc giới, hoặc cung điện vô sắc giới, thảy đều biến chép hết lượng đều bằng như vậy. Quyển kinh lớn đó tuy lượng bằng đại thiên thế giới mà hoàn toàn ở trong một hạt bụi, như một hạt bụi tất cả hạt bụi cũng đều có quyển kinh lớn. Bấy giờ có một người trí huệ thấu đạt, đầy đủ thành tựu thiền nhãn thanh tịnh, thấy quyển kinh đó ở trong hạt bụi đối với các chúng sinh lợi ích không ít, bèn nghĩ rằng ta sẽ dùng sức tinh tấn phá hạt bụi đó, lấy quyển kinh ra làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nghĩ như vậy rồi bèn khởi phương tiện phá hạt bụi đó, lấy quyển kinh ra khiến cho các chúng sinh khắp được lợi ích. Như một hạt bụi, tất cả hạt bụi nên biết cũng đều như vậy. Lúc đó có một người đủ đại trí huệ, thấu rõ thông đạt, đầy đủ thành tựu thiền nhãn thanh tịnh, thấy quyển kinh lớn đó ở trong một hạt bụi đối với các chúng sinh lợi ích không ít, bèn nghĩ rằng bây giờ ta phải dũng mãnh tu hành, dùng sức tinh tấn để phá hạt bụi đó, lấy quyển kinh lớn ra khiến cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích của quyển kinh lớn đó. Nghĩ như vậy rồi bèn sinh khởi pháp phương tiện phá hạt bụi đó, lấy quyển kinh ra khiến cho tất cả chúng sinh khắp được lợi ích. Như trong một hạt bụi là như vậy, trong tất cả hạt bụi cũng đều như vậy. Phật tử trí huệ Như Lai cũng lại như thế, vô lượng vô ngại hay lợi ích khắp tất cả chúng sinh, đầy đủ ở trong thần chúng sinh. Nhưng các phàm phu ngu si vọng tưởng chấp trước, chẳng biết chẳng hay, chẳng được lợi ích. Các vị Phật tử trí huệ Như Lai cũng lại như thế, vô lượng vô ngại hay lợi ích khắp tất cả chúng sinh, trí huệ Như Lai đầy đủ ở trong thần chúng sinh. Nhưng tất cả phàm phu ngu si có vọng tưởng và chấp trước, nhận giặc làm con, lấy giả làm thật, nhiễm khổ thành vui, lấy trái làm phải, lấy đen làm trắng, trí kiến điên đảo, đối với tất cả đều có sự chấp trước, cho nên chẳng biết có trí huệ Như Lai ở trong thân mình, chẳng giác ngộ các hành vô thường, do đó chẳng được lợi ích trí huệ của Như Lai.